Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại thông tin showbiz. Diễn viên Quang Minh từng là tình đầu, là lương duyên tiền định của Hồng Đào. Hoạt động song song giữa hải ngoại và Việt Nam, Quang Minh là nghệ sĩ đang có sức hút được giới truyền thông săn đón những năm gần đây. Quang Minh là ai? Quang Minh là một nghệ sĩ diễn viên kịch quen thuộc với các trung tâm sân khấu như Vân Sơn, Thúy Nga, ASEAN. Anh còn đóng góp trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Em Chưa 18, Cho Anh Gần, Thêm Chút Nữa, Sám Hối. Quang Minh có một cuộc sống hôn nhân thật sự trước đây rất hạnh phúc với Hồng Đào. Tuy nhiên, hiện tại thì cả hai đã có những cái nghi vấn và ly hôn sau khi mà nhiều năm chung sống. Quang Minh là diễn viên hài kịch quen thuộc từ hải ngoại đến trong nước. Quang Minh chọn đi theo con đường đóng kịch và nơi anh gửi gắm tương lai của mình là tại khoa diễn viên kịch nói trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh đặt những cái viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp và tham gia vào đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng. Vào năm 1990, thì sau một thời gian hoạt động tại Việt Nam, Quang Minh đã theo gia đình sang California định cư và sinh sống. Người vợ đầu tiên đã trải qua cái mối tình đầu và cũng như là cái người vợ đầu tiên mối tình đầu là Hồng Đào, nhưng mà tuy nhiên là sau năm 1990 thì anh đã sang California định cư và sống với người vợ đầu tiên. Cũng tại đây anh tham gia lồng tiếng cho các bộ phim Hồng Kông. Quang Minh là thể hiện vai trò là một trong những người diễn viên đa màu khi mà dễ dàng hóa thân vào các nhân vật khác nhau. Mặc dù thời gian đầu Quang Minh chỉ đóng chính kịch và chưa hề thử vai nào hài kịch cả, nhưng một lần vì vở diễn thiếu người nên anh bèn đóng thế vai đóng cùng Hồng Đào. Chính cơ hội này đã giúp anh khá phù hợp trong lĩnh vực hài kịch khi nhận được lời khen ngợi từ nhạc sĩ Lê Uyên Phương, thì giúp Quang Minh có thêm động lực đi theo con đường này. Trên sân khấu thì Quang Minh và Hồng Đào là một cặp diễn ăn ý, thường xuyên hợp tác cùng nhau. Ngoài đời họ cũng là một cặp vợ chồng kiểu mẫu của công chúng yêu mến. Sau thời gian hoạt động và thành danh trên sân khấu ở xứ người vào năm 2010 thì cả hai về Việt Nam. Đây là cơ hội một lần nữa đến với Quang Minh. Anh có duyên được làm diễn viên điện ảnh với nhiều tác phẩm gây được tiếng vang, chứng tỏ sự biến hóa đa dạng trong lối diễn và cách vào vai tự nhiên. Gia Đình Số Đỏ là dự án phim dài tập đầu tiên Quang Minh và Hồng Đào tham gia, một bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất cả hai, tạo đà cho các diễn viên khác tiếp nối đối với nam nghệ sĩ, và anh dần dần được truyền thông chú ý nhiều hơn. Năm 2017 thì bộ phim Em Chưa 18 công chiếu đã gây được tiếng vang lớn về doanh thu và một con số rất là khủng cho đoàn làm phim. Tại đây thì Quang Minh vào vai bố của nhân vật chính với cái ngoại hình phong độ, tuy nhiên luôn yêu thương, chiều chuộng và mong con mình gặp được cái nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy ít đất diễn nhưng ông bố tâm lý xuất hiện ở đây thật là mặn mòi ở đó, xuất hiện ở đâu thì mặn mòi ở đó, đã giúp cho bộ phim trở nên hấp dẫn và thú vị hơn. Bên cạnh đóng phim trong nước thì nam nghệ sĩ còn song song hoạt động với các show diễn tại hải ngoại. Tuy về Việt Nam thì Quang Minh không chỉ nhận đóng nhiều bộ phim mà anh còn nhận lời tham gia các chương trình game show như là Người Hóa Thân Số 1, Bí Ẩn Đêm Chủ Nhật, Hoán Đổi, Cuộc Hôn Nhân Thứ Hai và Đổ Vỡ. Hồng Đào từng chia sẻ Quang Minh là tình đầu, cũng hy vọng là tình cuối của mình. Nhưng giờ đây cả hai đã bủa vây những tin đồn ly hôn khi mà cặp đôi không còn tương tác với nhau, và Hồng Đào cũng úp mở dạo này cô đang trải qua khủng hoảng và thời gian không vui. Chuyện tình của họ là mối lương duyên tiền định. Lúc trước cả hai có những khoảng thời gian yêu mến nhau, nhưng sau đó thì Quang Minh theo gia đình qua nước ngoài và thế là cả hai dừng lại khi tiếc nuối. Khi mối tình chỉ còn chớm nở, nhưng sau 4 năm thì cả hai gặp trên mảnh đất xa xôi ấy. Kẻ nam người Bắc, Quang Minh và Hồng Đào lại một lần nữa gặp nhau tại một cái trạm xăng. Như một định mệnh bao nhiêu năm, cảm xúc ùa về, gương mặt ấy, con người ấy chính là họ đã từng bỏ lỡ nhau. Lúc này thì Quang Minh đã chia tay người vợ đầu tiên và cả hai nhanh chóng nối lại tình xưa để viết tiếp một câu chuyện tình dở dang. Theo một câu chuyện tình khá là dở dang và bây giờ thì cũng đang dang dở. Thấm tót hơn 20 năm trôi qua, cả hai vợ chồng đều trong
dành cho nhau cái sự tôn trọng, yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Cùng đưa diễn và cùng chăm sóc hai cô con gái xinh đẹp. Trong một lần, nghệ sĩ Thương Tín công khai cuốn tự truyện đã nổi lên nhiều tranh cãi, trong đó có xuất hiện nhân vật HD, vợ của Quy Mờ. Nhiều người cho rằng chính là Hồng Đào và Quang Minh, nhưng nghe đứng trước những cái lời soi mói bóng gió thì Quang Minh cũng không hề quan tâm và chỉ tin vợ mình. Cho dù thì nội dung trong đó phản ánh sự thật thì nó cũng chỉ là câu chuyện cũ và họ mới là người hiện tại cùng gây dựng cái tổ ấm chung. Những năm qua cho dù xuất hiện những tin đồn cả hai trục trặc nhưng mọi người vẫn thấy Hồng Đào và Quang Minh xuất hiện vui vẻ cùng nhau. Ngày 19 tháng 6 tại có dịp thông tin cặp đôi diễn viên hài đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Họ là một cặp đôi đẹp trong showbiz, bên nhau từ cái thời sinh viên đến tận bây giờ, nên điều này gây không ít tiếc nuối cho dư luận. Hiện thì nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng và trả lời cụ thể về thắc mắc của công chúng, nhưng hy vọng là dù chuyện này xảy ra như thế nào thì cả hai luôn lạc quan và bước tiếp những con đường của mình về phía trước. Chúc cho anh chị Quang Minh và Hồng Đào cũng như là các fan hâm mộ của chúng ta được sức khỏe dồi dào. Chia tay không phải là hết, chúng ta có một cái con đường khác để tiếp tục một cuộc hành trình của mình. Chắc chắn thì cái thông tin ở trên cũng giúp cho các bạn biết được là Quang Minh là ai, cũng như là tiểu sử và sự nghiệp của nam ca sĩ này. Đừng quên để lại cho mình một lời bình cũng như là comment, subscribe cho mình để mình có tiếp tục làm động lực những cái video khác. Quang Minh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt Nam, một thời gian dài sinh sống ở Mỹ. Anh cùng vợ cũ là nghệ sĩ Hồng Đào từng làm kẹp bài trùng trên sân khấu, để trải qua rất là nhiều sân khấu ở hải ngoại. Sau thời gian dài thì Quang Minh đã quay trở về nước và được khán giả yêu thích và ủng hộ. Anh nhanh chóng góp mặt trong nhiều chương trình nổi tiếng như là và những cái bộ phim nổi tiếng như là Em Chiêu 18, Em Gần Anh Chút Nữa và Sám Hối. Ngoài cái tài năng diễn xuất thì Quang Minh còn được đồng nghiệp khán giả hâm mộ bởi một gia đình hạnh phúc cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Chuyện tình của cả hai như lương duyên thì trời định, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Sau 20 năm chung sống thì trải qua bao nhiêu sóng gió, có với nhau hai cô con gái xinh đẹp, nhưng cặp đôi đã khiến công chúng bất ngờ khi rộ lên tin đã ly hôn. Với những dòng thông tin chia sẻ buồn bã trên trang cá nhân của nghệ sĩ Hồng Đào thì người hâm mộ có thể hiểu rằng cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi ở tuổi xế chiều. Một câu chuyện khá là buồn. Chúng ta nói đi nói lại thì cũng khá là nhiều lần. Tuy nhiên là cũng muốn truyền tải cho các bạn những cái thông tin chân dung hai cô con gái xinh đẹp của Quang Minh và Hồng Đào. Thì trải qua 20 năm tình cảm của Quang Minh Hồng Đào thì vẫn như cái ngày nào, hạnh phúc là còn nhân đôi bởi hai cô công chúa nhỏ ngày càng lớn và càng xinh. Vợ chồng Quang Minh được nhiều người mến mộ bởi tài năng lẫn cuộc hôn nhân hạnh phúc sau 20 năm. Trái ngọt của tình yêu giữa họ là hai cô con gái thông minh và xinh đẹp. Chúng ta có thể thấy là Quang Minh và Hồng Đào bày tỏ niềm vui sướng trên các trang cá nhân của mình khi con gái lớn lên đi học xa nhà để đi chơi với gia đình. Rất ít người biết đến hai cô con gái đáng yêu của hai cặp vợ chồng này. Trên cái video chúng ta thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là hình ảnh hai cô con gái của cặp vợ chồng này chạy qua chạy lại trên màn hình, các bạn có thể nhìn rõ ha, để hiểu hơn về Quang Minh và Hồng Đào. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là bấm subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Chúc các bạn sức khỏe, mau nói chung là nhớ ủng hộ kênh mình là được rồi ha các bạn ha. Quang Minh tự nhận mình là người chiều con, nhưng Hồng Đào lại là theo sát hai con gái hơn. Dù bận rộn nhưng cặp đôi luôn dành thời gian để dạy dỗ các con. Theo tiết lộ của Hồng Đào thì Quang Minh yêu hai thương hai cô con gái vô cùng. Trong nhà thì con xếp hạng thứ một và vợ xếp hạng thứ hai. Khi con gái lớn đi học xa thì ông xã Hồng Đào thậm chí khóc nhiều hơn cả vợ. Hiện tại thì tổ ấm của cặp đôi nghệ sĩ này cũng được nhiều người hâm mộ, ngưỡng mộ. Tuy nhiên rằng là thông tin họ chia tay cũng là một cái câu chuyện khá là tiếc nuối. Các bạn cũng có một cái câu chuyện mà khá là thú vị là khi Hồng Đào khóc ròng vì Quang Minh làm hư cái máy rửa chén. Hồng Đào khá là tức giận khi Quang Minh làm hư cái máy rửa chén. Sau khi phá hỏng cái máy rửa chén thì Quang Minh đã gửi lời ngọt ngào đến vợ của mình rằng là tập đầu tiên trong phim Sitco Gia Đình Vui Nhộn chính thức lên sóng đã mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.
nhân vật từ Mỏi Lết do Quang Minh thủ vai, còn người vợ là Mộng Lan do Hồng Đào đảm nhận, đã mở ra một series phim sitcom dành cho mọi tình huống đậm chất hài hước. Các bạn có thể theo dõi cái gia đình vui nhộn này ở trên, có thể là trên đài truyền hình. Đây là một trong những cặp vợ chồng Quang Minh và Hồng Đào cho thấy sự ăn ý khi diễn ra diễn những cái vai mà Tư Mở Lết Mộng Lan ngay từ những cái tập đầu tiên. Rất là thú vị, và cảm ơn các bạn đã theo dõi, subscribe, like, ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Bye bye mọi người.